xong, bức tường sạch sẽ đẹp hẳn lên. Xong chưa các cậu? Chúng tớ xong rồi. Còn cậu? Ồ, xong lâu rồi. Chỉ được cái khoác lác thôi. Được, để đấy sếp kiểm tra xem nào. Chả mấy chốc mà cả đoạn phố sạch đẹp hẳn lên các cậu nhờ. Quét kiểu gì mà nham nham nhở nhở thế kia? Đồ ngốc, đến sáng mai nó khô đều thì cả phố này cứ gọi là sáng rực lên đấy chứ, phải không cậu? Sáng rực, cứ làm như đèn pha ấy, tinh vi. Dám chiêu đại ca, leo, đứng leo, lại. Leo, leo, đuổi đi. Mình phải ra cho bức tường xem sao. Hả? Cái gì thế này? Sao lại vô ý thức thế không biết? Bức tường sạch đẹp là thế. Được rồi, phải cho họ một bài học. Nhóc con, liệu hồn. Hả? Kẻ nào mà tệ thế không biết. Bức tường sạch đẹp như thế mà lại bôi bẩn lên. Cậu gọi làm gì? Cứ lần theo số điện thoại, tới tận nơi, cho họ một trận. Bực thế không biết, gọi điện đến, họ chối bay đi, lại còn dọa cả tớ nữa chứ. Mà số họ dùng là sim khuyến mại, nên không tìm được địa chỉ đâu. Sơn vẫn còn ướt, chứng tỏ họ vừa sơn cách đây không lâu. Giá như chúng ta đến sớm được để bắt quả tang. Dinh bắt quả tang? Đúng đấy, kiểu gì sáng sớm mai họ cũng sẽ làm tiếp. Sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm, chắc chắn sẽ bắt được cho mà xem. Thế này nhé, sáng mai tớ sẽ đến trước, còn hai cậu trước khi đi nhớ báo cho bác tổ trưởng dân phố đi cùng. Ok. Kia rồi, đích thị là thủ phạm. Này, không được bơi vào lấy tường. Bây giờ chắc cậu đã hiểu được nỗi nhọc nhằn để giữ được môi trường sạch đẹp rồi chứ? Tớ cũng đi làm thuê thôi mà. Làm thuê? Người ta thuê bôi bẩn lên tường mà cũng làm à? Thôi nào, đánh đá vừa thôi, cậu ta biết lỗi rồi mà. Biết lỗi cũng phải nói để người ta rút kinh nghiệm lần sau. Nào, hai cậu kia, vào đây giúp cậu ta một tay đi chứ. Xin tuân lệnh, sếp hạch dịch quá đây.